Xin kính chào bà con nha. Thì hôm nay em xức giống cho khách hàng nha bà con ơi. Hôm nay em sẽ xức cho một cái vị khách cho trồng bông súng và kết hợp với nuôi ốc. Thì hiện tại là ao của anh ấy là khoảng 6 công và trồng bông súng hết luôn. Thì sẽ anh ấy sẽ kết hợp thêm nuôi ốc để tăng thêm thu nhập. Thì đây là ốc giống mẫu 1 kg 30.000 con của bên em. Mẫu này thì tầm đầu đũa nhỏ nha bà con ơi. Được dưỡng từ 21 ngày đến 30 ngày. Thì khách hàng lấy 1 kg thì bên em sẽ hỗ trợ thêm 200 g nữa. Thì được tầm khoảng 36.000 con giống. Giống này thì đều. Chung là rất là đều. Bên em lúc nào căng cũng phải trừ hao cho bà con hết. Chứ không có thiếu. Giống thì sẽ được đóng trong thùng xốp. Đóng thùng xốp về sẽ để bèo và giữ ẩm thôi. Nói chung là con giống thì đóng đi xa, đi được 2-3 ngày luôn. Rồi thì em đã tới ao rồi nha bà con ơi. Đây quay tổng quan cho bà con xem cái ao luôn. Ao nhìn mà mút mắt luôn bà con. Quá trời cái ao luôn rồi. Bông súng là kín mít luôn. Thì đây là trồng bông súng để bán mà bà con. Trồng bông súng bán nên phải trồng kín như thế này. 6 công mà nhìn nó rộng hết biết luôn á, rộng mênh mang luôn. Cặp bờ thì chủ nhà trồng mít thôi. Mít này chắc cũng lâu rồi, thấy nó cũng cần cầu vậy chứ. Bông súng ở đây trồng dày thiệt, trồng thấy lá không chứ không còn là thấy cái mặt nước luôn đó. Bông súng này thì ốc nó gặp mê lắm. Ốc nó mà nó xuống nó ăn thôi chứ. Bông súng thì ốc nó sẽ ăn lá nha bà con ơi, ăn lá, nhưng ăn những cái lá già đó, lá non, lá già mà bị úa xuống á, bị phân hủy là nó ăn. Còn cái bông mà nếu mà chúng ta không nhổ mà nó bị phân hủy xuống thì nó cũng ăn. Đây là anh chủ nhà nha bà con ơi, để khui ra cho ảnh xem giống thôi. Giống thì đóng thùng xốp rồi giữ ẩm đi thoải mái. Đi xa nè, giống nó nằm vậy. Lúc có thể túc em đóng thì bèo xong rồi tới giống nó nằm trên. Bây giờ đi thì giống nó gớt dưới hết rồi. À, bông súng này thì nuôi ốc là đúng bài rồi, không còn bài nào nữa chứ. Cứ ốc cứ bông súng nó mà ăn thôi, khỏi cần cho ăn gì. Rồi giờ thả nha bà con ơi. Thì trước khi thả thì chúng ta sẽ cho nó quen nước thôi. Đó là một cái nguyên tắc nha bà con. Nguyên tắc chúng ta thả giống thì bất kỳ con gì cũng vậy, chúng ta phải cho nó quen nước. Cứ nước mà nước ở cái ao đó hoặc là cái bể nuôi là bà con phải gửi vô cái thùng á. Còn tưới vô tầm khoảng chừng hơn 2 lít nước, 2 lít đến 5 lít đi. Tưới vô để tầm khoảng 5-10 phút để cho nó quen nước. 5 phút cũng được rồi. Nhưng mà con đừng có để lâu quá, tại vì cái thùng thì cái diện tích nó nhỏ mà nếu mà nước nhiều quá nó ngập, tại vì độ giống nó nhiều quá mà trong diện tích nhỏ mà nước nhiều là nó ngập. Cứ gứ lên tầm khoảng 2 lít nước là được. 2 lít là chúng ta để 5 phút thôi, có gì thì chải nó ra nha bà con. Rồi thì cũng tiến hành thả thôi bà con. Thì cái nguyên tắc thả giống là bà con đừng có đem mà đổ xuống lần một, chúng ta thả từ từ thôi. Thì chúng ta sẽ trong cái thùng này có bèo thì chúng ta sẽ chải nó ra trước. Thì những cái con nào mà nó có nước mà nó nổi rồi á, bà con cứ nghiêng thùng là nó sẽ ra. Nổi là không sao hết, nổi là nó ra nước thì nó tự nó bơi thôi. Thì lát nữa chúng ta thả thì nó sẽ có một số con nó còn động lại dưới đáy thùng á. Thì những con đó thì chúng ta sẽ thả lên cái lá bông súng. Thì ở đây nó có lá bông súng rồi nên cũng không cần lá chuối gì. Thì cái lá chuối là mục đích nó để nó đỡ con giống lên thôi, chứ không phải là thả giống là nhất thiết phải có cái lá chuối. Ở đây là giống là ngâm, chúng ta để nước vô thì nó sẽ nổi lên. Nổi lên thì cứ tản nó ra thôi. Còn những con nào mà nó chìm lại dưới cái thùng thì chúng ta sẽ để lên cái thùng xốp. Bà con nhớ là thả từ từ thôi nha, đừng có đem mà thả xuống mà đổ xuống phát một là nó nhiều con nó lên không kịp á, nó chìm.
có ốc con thì nó vẫn nổi được, nhưng mà nhiều con nó không kịp, nó không kịp thì dẫn đến hao đó. Khi mà nó quánh cục lại là nó không kịp. Chúng ta cứ thả từ từ và gãi đều ra. Đây nhìn cái ao đúng đẹp luôn đó, ao bông súng mà vậy cộm mà trơn mà. Thì thả đây những cái còn những một số con mà nó đóng lại trong cái thùng thùng xốp này thì cứ gãi lên lá bông súng nha mà coi. Với cái mẫu giống này thì chúng ta sẽ nuôi ra ao này nuôi nhanh lắm, chúng ta sẽ nuôi nó tầm khoảng chừng 4 tháng rưỡi. 4 tháng rưỡi là thu được rồi. Ao lớn như thế này thì chúng ta thu bằng cách thu tiễn thôi. Chúng ta cứ tiễn lứa lứa mà thu. Thì cứ nhử, một là chúng ta nhử, hai là dạch. Cái ốc thì nó bu chứ lá bông súng dữ lắm. Cứ mà lớn là cứ đeo bụi bông súng mà đeo thôi. Thì khi mà ao này là nuôi đẻ, nuôi sinh sản còn ngon nữa. Nuôi sinh sản chắc cũng khoảng tầm 5-6 tháng. Còn nếu mà thu nuôi thịt thì tầm khoảng 4 tháng cử thôi. Nuôi sinh sản thì tầm khoảng lâu hơn. Tầm khoảng nuôi từ cái thịt lên mà để sinh sản tầm khoảng tháng cử hoặc 2 tháng nữa thì nó mới bắt đầu sinh sản. Thì nó cứ vô giai đoạn, nó tới cái chu kỳ sinh sản thì nó sẽ bắt cặp và nó sinh sản thôi. Để bà con để lên lá bông súng nha. Chúng ta lá bông súng mà cứ để lên là tự nó sẽ tản ra thôi. Nó thì ốc con thì nó phải im. Nó phải im để xong rồi nó mới bắt đầu nó tản ra, chứ bà con động nó hoài nó cứ hép miệng nó thôi. Nó phải nằm nước tĩnh, như nuôi ốc là chúng ta nó thích nước tĩnh nha. Chứ nó không thích nước động đâu. Có nhiều bà con nuôi bè như sông lớn, nuôi như nuôi cá là nó không có đạt. Nó phải nuôi nước tĩnh mới được. Giống thì nếu mà nuôi ao thì chúng ta sẽ thả giống nhỏ thôi, đầu con nó nhiều, 30-40 ngàn con trên 1 ký. Còn nếu thả ốc lớn quá thì nó ít đầu con. Thì thường thì bà con nuôi thì tính theo đầu con thì nếu 1 ngàn con thì chúng ta lên bình quân tầm khoảng chừng 20-25 ký là đạt. Nó nuôi đạt nha. Nói chung là nuôi thủy sản thì còn tùy vô tay của mỗi người nữa, gọi là tay nuôi đó. Rồi bà con cứ chúc hết lên thôi, cứ những cái con nào đóng lại thì cứ đưa lên lá bông súng để cho nó hồi nó sẽ tự nó tản ra. Mà nhấc lên bông, nhấc bông dữ lắm nè. Làm còn thua nhỏ ngày cũng mấy chục ký, 100 mấy 200. Bán không? Thì bán đã chậm bán rồi. Bán bông 4 ngàn ký. 4 ngàn ký hả? 100 ký. Chung mình bỏ không mình ở không mình dạ. Nhỏ thì nhỏ bán lại cỡ gài 4 ngàn, hổng tháng nắng hổng 3 ngàn. Ừ, gài tháng nước cỡ gài tới nước biêu luôn là nó có giá hả? Còn có mối hay sao? Ừ, đây mình cắt bỏ ra mấy lỗ đó lấy. Ồ, ngon rồi chứ nó mình đâu có ấy. Dạ. Bỏ đi luôn. Đi chứ im đã đi à. Súng như nó phải cần chiều dài nữa chứ. Nó có quy định chiều dài không? Không, nó cắt khúc như nè. Làm cái bảng này mình thọt lên, cắt ở đây mình vô bọc chục ký vậy đó. Rồi. Chung là chủ nhà cũng chia sẻ là về cái ao này để thu hoạch bông súng. Rồi sẵn thấy có tận dụng cái lá bông súng thì cho ốc ăn thôi. Thì nuôi ốc trong cái ao mà bông súng này thì quá ngon, là cứ tự nhiên nó sẽ đưa bông súng nó ăn thôi. Vớt ốc mà khi ngày xưa bà con nó vớt ốc mà đu với mấy bụi bông súng đó, cứ bông súng này thì nuôi là cực kỳ hiệu quả rồi. Thì có gì thì tầm 2-3 tháng nữa em sẽ lại trở lại và cập nhật cái tình hình cho bà con tham khảo. Thì thôi cũng cảm ơn bà con nha. Thì nếu bà con nào mà cần giống hay là cần trứng thì cứ liên hệ với bên em, cứ vào bên em có số Zalo phần dưới đó, phần bình luận đó, hoặc là vô hồ sơ đấy, bên em có để cái thông tin đấy, bà con cứ vào đó mà xem và gọi bên em sẽ tư vấn cho bà con. Rồi, xin chào bà con nha.